đằng sau. Thơ ở cái ngôn ngữ hình thể đó mới là cái điều tuyệt vời nhất của một người mẫu trình diễn. Không cần cứ phải nhìn thấy mặt mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy đôi bước ra thôi, tôi thì chắc sau này sẽ biết đó là Bùi Xuân Hạnh. Và... Xin cảm ơn ạ. Tôi nghĩ là quý vị khán giả thân mến, nếu mà quý vị thật sự muốn xem các cố diễn viên phản pháo nhau thì chúng ta có khoảng mười mấy tiếng đồng hồ. Chứ không phải là mấy tiếng đồng hồ lên chung kết đâu ạ. Họ đã từng phải thức trắng đêm để quay hình. Những gì quý vị nhìn thấy chỉ khoảng 1/10, 1/20 những gì diễn ra thôi. Cho nên là vào lúc này chắc mong quý vị một lần nữa vỗ tay cho tấm lòng của các huấn luyện viên dành cho thí sinh cũng như là dành cho nhau, bởi vì mục đích chung là tìm ra không chỉ là quán quân của chương trình mà còn là mang đến những tiêu chuẩn có cái đầu tư về mặt suy nghĩ của từng thành viên một thông qua những cái thử thách mà host tập trung đưa ra. Lúc này chúng tôi thấy là chị Thiên Hương khi mà nghe thấy Vũ Thu Phương phản biện nó công chưa biết. Chị Hương có bạn ý kiến rồi. Chị Hương có được đưa ra ý kiến không ạ? Các bạn thưa chị Hương là ở trong tất cả các tập của The Voice Việt Nam thì tất cả các khách hàng, tất cả các khán giả đều có quyền góp ý trực tiếp với các tổ chức liên hiệp. Ở đây thì tôi không quên góp ý gì hết, nhưng mà chị Thu Phương đã rất là ủng hộ và hoành tráng chứng minh cho quan điểm của mình. Nhưng tôi chỉ muốn nói là thực ra tôi ủng hộ Thu Phương ở dưới này, bởi vì là đối với một người mẫu, ngôn ngữ cơ thể quan trọng không kém gì ngôn ngữ của gương mặt, và bạn Xuân Hạnh đã xuất sắc sử dụng ngôn ngữ của cơ thể đấy là cái bạn của mình. Tổng hợp lại là hôm sau có thể mang mặt đầu tay từ trong chuyên gia JC sẽ có thêm một chương trình thực tế mới, đó là The Body đúng không ạ? Thế hả? Cái ai cũng cần biết, không mà chết. Nhưng mà có một người thật ra là chưa bao giờ được hỏi về cảm xúc của người đó. Nhưng thì vào lúc này tôi muốn hỏi anh Trung á, là năm nay em thấy anh hiền hơn hẳn so với mọi năm. Là vì anh sợ bố của này hay là sợ bố của này đúng không? Thực sự thì nói là sợ thì anh Trung chẳng sợ anh cả. Thế nhưng mà ngay từ đầu thì Trung đã nghĩ rằng là khi mà mọi chuyện nó đã quá nặng nề rồi mà mình lại còn thêm mắm thêm muối nữa thì như tất cả những gì mà quý vị khán giả mới nhìn thấy ạ, chẳng ai làm gì cả, lửa tự cháy. Và bây giờ lửa cháy rồi mà lại còn thêm lửa vào nữa thì không được đâu ạ. Chính vì vậy cho nên là năm nay Trung lùi lại một bước, cũng giống như các vị huấn luyện viên lùi lại một bước để cho thí sinh được quả sáng tốt hơn. Họ sẽ truyền được cho thí sinh rất là nhiều, thì Trung cũng vậy, đứng ở đằng sau và bách chấp cho tất cả các vị huấn luyện viên để có thể có được những ngày quay ra một sơn sẻ. Và thật sự đối với năm nay thì Trung cảm thấy như sau. Nếu như mà cái hòn đá mà nó quá tròn trịa thì nó chẳng còn gì để nói. Nên đối với Trung thì cái hòn đá nó có góc cạnh, nó luôn luôn rất là thú vị, bởi vì sau đây, sau đó chúng ta có thể tạo ra được những kinh nghiệm mà chúng ta mong muốn. Sẽ có rất là nhiều những góc cạnh để có những cái luồng ánh sáng tốt hơn một viên đá sỏi tròn trịa. Dạ đúng rồi. Và ở khía cạnh là một khán giả thì tôi cũng nhận ra rằng là tại sao những cái mâu thuẫn qua yếu tố cá nhân vẫn được nhắc nhiều hơn những cái mâu thuẫn yếu tố chuyên môn trong các truyền hình quốc tế. Chỉ đơn giản là bởi vì mỗi người trong chúng ta, hàng triệu khán giả đều có những yếu tố cá nhân trong người, và chúng ta bị cộng hưởng bởi những yếu tố mâu thuẫn cá nhân mà quên đi điều quan trọng nhất của các vị huấn luyện viên ở đây, đó chính là bàn luận và thậm chí là choáng nhau, chẳng qua là đưa ra được quan điểm về chuyên môn làm sao tốt nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
Và lúc này thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với đêm chung kết trước khi cùng đến phần tiếp theo, cùng gặp gỡ lại các thí sinh rất đẹp, rất ấn tượng của chúng ta. Và... tức có được một lực lượng fan hâm mộ hùng hậu mà không phải ngôi sao nào muốn cũng có. Và đã đến lúc tôi nhường lại lời nói quan trọng nhất của đêm nay cho host Nam Trung để công bố ai sẽ là quán quân của gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Xin mời. Và bây giờ quán quân của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 đó chính là màn hình đang tiến tục và không một ai trên sân khấu quyết định quay ngược lại. Cosmetic Việt Nam cùng bước lên sân khấu để chụp ảnh với các quán quân và á quân của chương trình.